Từ trước câu hỏi đúng C là mình dễ đi được 9 câu rồi đúng không? Hay là cũng không nhớ là em có dễ đến câu bao nhiêu lần. Dạ, Cô tôi đã câu ơi, 9 rồi đó cô. dạ cô Đã ơi, câu 9. dạ, cho một bạn hồ kim thiến cô cho bạn xin vô học với em cô. Bạn vô đi. Dạ có gì các bạn với Việc hay là việc? gì cho bắn vô cô. Nó phải vô cô mới diệt được chứ cô nó đâu có thấy đâu đâu mà diệt. Nhỏ tên gì? Chào bạn đang vô cô. À, bây giờ vô tới là má nó sẽ tự động nó bố hơn. Cái nick cái gì mà Admini Store vậy đó hả? Sao gì mấy cái nick mà quăng mon gì đây? Rồi, làm đây. Làm câu 10 cho đến câu 16. Là tiết nhanh thôi. Coi như kiểm tra lại lý thuyết á. Luân ơi. Luân. Vô được chưa hè Luân ơi. Luân đâu vậy? Luân xe bả. Đây, nhớ rồi là. Nè, được rồi. Rồi, câu số 10. Miên. Thưa cô là nãy giờ em chưa coi cái công thức em mới coi cái tay của cô. Em tưởng nó đúng rồi. Thưa cô Sao? là cô là đúng. Chắc chưa? Đúng. Chúng ta chỉ quan tâm đến hai chất à. Một là isoamin acetate, như đã nói là acetate là CH3COO, cái đầu này là C nam mà mạch iso thì mạch chính 4 carbon như thế này và một cái nhánh ở vị trí carbon số 2 thì người ta gọi là iso, thì cái anh này là có mùi chú chín. Thứ hai nữa cũng có acetate nhưng mà cái gốc benzin CH2C6H5 thì cái anh này có cái mùi hoa hoa nhà đó, chỉ cần quan tâm đến cái hoa anh này là đủ sổ để đi thi nha. Đó, trả lời đúng. Câu số 11. Câu số 11 cầm ơi. Dạ. Bây giờ con trả lời cho cô lần lượt này, axit phục nick là gì, cái công thức gì? Dạ là dạ là HCOO hấp. Đúng rồi, đây là HCOH axit đầu tiên. Methyl formate. Dạ cô là CH3COOC Format là của axit C phosphoric cho hấp nên rồi. HCOO Dạ CH3 nên CH3. là nhiệt độ sôi của axit lớn hơn của ester đúng hay là C? Dạ cô là đúng. Đúng, vì ester có axit có hydro linh động. Thông thường các quy luật của nó dạy này, ester nhiệt độ sôi sẽ thấp hơn ancol. Ancol sẽ thấp hơn axit. Trong thực tế mà đo là thằng này khoảng 32 độ, thằng này khoảng 100,5 độ.
Đúng. Thủy, câu thứ 12 Thủy. Dạ. Câu 12 con. Dạ đúng. Thủy phân ester tan dung dịch kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa, đúng. Câu số 13. Nhật Khoa. Dạ thưa cô, này đúng cô. Bây giờ triolein có công thức là gì con đạt đây thử? Đấy là cái cấu tạo nó. Triolein là chất như thế nào? C13 H33 cái triester của axit folic COO tất cả 3 lần C3H5 đây là triolein. Được chưa? Như vậy 18 nhân 3 là 50, 43 là C53. H đây nè, 33 nhân 3 là 99 trạng nam là 104 và O6. Như vậy nó không phải là 106 đây đâu đồng chí. Như vậy đáp án này là C chứ không phải đúng. Vậy có đúng C nên có bận lưỡi quá. Được chưa? Lớp rõ chưa nè? Lấy đây ra, rút ra cái công thức phân tử. Câu 14 đúng hay xa? Phụng. Dạ đúng cô. Đúng. Sao? Anh này bữa trước viết đang lý thuyết rồi đúng không? Đúng. Và cái công thức là khi đun N các axit khác nhau. N axit khác nhau với glycerol thì cái số triester tối đa, axit này là axit đơn nha, số triester tối đa nó sẽ được tính bằng N bình phương nhân N cộng 1 chia. Như vậy tha và he đây thì he bình phương nè, nhân cho 3 chia cho he thì nó bằng 6 rồi đúng không? Có bạn thích công thức thì đưa công thức. Có thể ghi vô tải nè. Câu 15. Câu 15 bây giờ cô hỏi. Luận vô được chưa luận? Luân, xe bãi. Vô được mà nó hơi lót cô. Nó hơi lót là cô lót hay là em lót hay là mọn lót? Dạ em lót cô. Mọn lót. À, mọn em lót. Rồi. Bây giờ nha, công nhận là cô mà cô gây nhận là cái sự cố gắng của bọn á. Bọn vô cái nhóm kia nó sao nó hảo mất một cái đoạn đào cho nên là bọn chanh vay mà bây giờ bọn hạt liên tiếp từ cái hồi Nam già đến giờ á. Con mà giữ cái tinh thần cố gắng dài là kiểu gì con thấy cũng tốt. Cô dạ bao nhiêu năm rồi cô biết. Thật sự á. Bây giờ con đặt cho cô methyl acrylate là cái chất như thế nào nhớ không? Của cô là C2H3. Đúng rồi, C2H3 của acrylate. Rồi, giỏi. CH3. Được chưa? Tristarin là công thức như thế nào? Cô là C13 H45 COO tất cả 3 lần C3H5 COO tất cả 3 lần C3H5. Ok vậy đó. Con tụi con hạt nha là phải đi từ những cái chất cụ thể như thế này á. Methyl format. Cô là HCOO C3H3. Rồi. Vinyl acetate. Cô là CH boy COO. Thật đấy. CH ba COO gì nữa? Cái gốc vinyl là gốc CH ba nè. Và cuối cùng là triolein là C13 H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa?
Bây giờ họ hỏi mình á là có bao nhiêu cái chất mà nó tác dụng được với cái nước boron. Có bao nhiêu chất á? Những chất tác dụng được với nước boron, em nên nhớ là những chất nào có núi đôi hoặc núi ba. Chắc chắn là tác dụng với boron này. Là một này. Thứ hai nữa, cái nhóm CHO sẽ tác dụng với brom này, anđehyde tác dụng brom. Mà CHO thì kéo theo axit formic hoặc là muối hoặc là ester của axit formic tác dụng với brom. Thêm một cái nữa là phenol với aniline. Ở dưới mà tác dụng với brom cái tủa là phenol như thế này này, tác dụng brom hoặc là bây giờ các bạn có thể hạt thêm sau này là cái nhóm này nhóm đãi ví dụ aniline là nó sẽ tác dụng brom. Vậy mình đi lấy cái danh mục các cái chất đó mình so vô. Thứ nhất cái anh này nó có nối đâu này này. Như vậy các anh này được. Anh này cả cái gốc này no. Như vậy các anh này không. Anh này nó thuộc về cái biên chế là cái nhóm aldehyde. Mà nhóm aldehyde thì tác dụng với brom. Aldehyde hoặc là acid formic hoặc là ester của acid formic thì giống nhau. Như vậy càng được với brom tiền nước. Cái nhóm này có bi đây này cho nên tác dụng được. Nhóm này là có bi này cho nên tác dụng được. Vậy thì có một chất này, hai chất này, ba chất này, bốn chất. Nếu mà con hiểu sao sát cái câu này thì con học được rất nhiều thứ. Từ cái công thức của cái chất, các cái chất từ đơn giản đến phức tạp này, chất nào là ester này, rồi phản ứng với boron. Như vậy bốn chất là đúng và việc là phải xác định được cái chất nào. Câu này khó chứ không dễ. Hiểu hay không hiểu? Được không? Lớp hiểu không? Thực ra học trực tuyến như thế này nha, có những cái phần mà rất là hiệu quả. Ví dụ xử lý những cái câu này nó hiệu quả hơn ở trên bảng và các con có thể coi lại được video á. Hydro hóa hoàn toàn giao thực vật. Thành phần của giao thực vật chính là có cái chất béo không no. Ví dụ như triolein chẳng hạn, sẽ thu được mỡ động vật. Thì ví dụ như triolein, ví dụ nè, C3OO tất cả 3 lần C3H5. Câu này rất là dễ nhầm nha. Hydro hóa hoàn toàn thì cạn hydro, niken nhiệt độ. Nó sẽ ra là C13H35COO tất cả 3 lần C3H5. Đây quá trình chất là rắn hóa chất béo lỏng. Ở đây là chất béo lỏng dạng dào, đây là chất béo rắn. Nhưng nó không thể gọi là mỡ động vật được. Các anh này là bơ thực vật. Đúng vậy, nó thành bơ chứ làm sao mà mỡ động vật. Chuyển từ phát là mỡ động vật là xuất phát nguồn gốc trong tự nhiên. Nó là trong cơ thể của loại động vật. Cho nên cái câu này nó xê. Hiểu ý này không? Nga đạt vô là đã thấy chó rồi. Câu số 13. Thủy ơi, dạ. Con đạp câu số 17 cho cô thử đúng là sao? Dạ đúng. Do nói đâu ở liên kết CC nè, chứ gốc axit của nó bị oxy hóa con tê đúng. Do cái sự ưu tiêu của dầu mỡ là oxy hóa ở các liên kết CC đó. Bây giờ câu 18. Miên ơi. Dạ đây cô. Con đạt cái công thức của những cái chất này cho cô thử. Đầu tiên là ethyl acetate. Nó sẽ có cái công thức viết như thế nào con? Cô là CH3COOCH5. Đúng rồi. Đây này của axit acetic nên viết là sao đó gốc etin. Bromine acetate. Như vậy cái gốc acetate giống nhau là CH3COO. Bromine là gốc 3 carbon mà không nhánh như thế này, còn nếu có nhánh người ta gọi là isobromine. Methyl bromionate. Bromionate là axit có 3 carbon như thế này, đằng sau cái gốc methyl. Methyl acrylate acid, meta acrylate
Metacrylat là của axit metacrylic như thế này nha các em. Thằng này mà đi trùng hợp là ra thủy tinh hữu ca. 1 2 3 4. Người ta hỏi có hệ thủy phân SI thủy phân ra cùng một muối thì đúng hay là sai? Thì bây giờ mình xác cái thủy phân đó nữa. Nếu như cái anh này mà thủy phân thì ra cái muối nào đó? Biết không? CH3COONa. Tương tự cái anh này thủy phân cũng ra CH3COONa. Nếu thủy phân ra nát đây á, còn kali vậy. Anh này thủy phân ra CH5COONa. Thấy muối không? Còn anh này thủy phân ra là metin natri, metin carylat là nó ra muối này CH3COONa. Như vậy có hai ester này nó thủy phân nó ra cùng một muối bởi vì xuất phát từ cái gốc axit á. Cho nên đáp án này là đúng. Tiếp tục câu 19. Hảo vô được chưa Hảo? Trong Hảo. Thiên ơi. Bận Kim Thiên mới vô phải không? Dạ. Hiểu về được không con? Dạ. Chưa cô. Chưa phải không? Cố gắng theo ngang cô cái clip trước. Đọc bây giờ đọc trả lại câu 19 cho cô. Đọc xe bóng. Đầu tiên là con đạt cho cô cái công thức của Finning Start hả? Đọc ơi. Thấy chưa? Nhật Kha. Dạ thưa cô là HCCO chia với lại C6H5. HCO C6H5 à? Dạ. Đây này con. Dạ. Acetat là của là acetat. CH3 cô. CH3. Đó. CH3. Đây là cái đây là ester của phenol. Mà ester của phenol thì có đi điều chế từ phenol và axit được hay không? Có điều chế từ phenol và axit được hay không? Dạ, dạ được cô. Tù lô. Ester của phenol là phải đi điều chế từ anhydride axit cạn với phenol. Bởi nó sẽ sinh ra cái ester của phenol cạn với axit acetic. Bởi vì axit nó không tác dụng với phenol. Axit này ảnh không có phản ứng trực tiếp được. Được chưa? Nó không có phản ứng trực tiếp cho nên cái đáp án này nó sai ngay đó. Bạn đọc sao mà cô không có nghe bạn nói gì hết chứ? Chỗ này được chưa? Như vậy mấy cái câu này nha, nó khó chứ không có dễ đâu em. Em chỉ chọn đúng thêm một câu. Còn đang cái đề người ta tích hợp là 3, 4 câu, thậm chí là 6 câu mà người ta hỏi là đúng hay sai. Nghe em cũng phải để ý. Cô qua trang được chưa? Câu 20. Các bạn suy nghĩ cho đến câu 24 đây. Hai phút của đi uống nước.
hảo so với nan nó đi ra đi vô mấy. Rồi, vinning acetat được hình thành bằng phản ứng cộng acetylen và axit acetic. Đúng, đây là ester đặc biệt CH3CO, CH nối đôi CH2. Cho nên cái phản ứng này nó được từ CH3COH cộng với acetylen. Vậy là đúng. Câu 21. Câu 21 đúng hay là C? Thủy. Đúng hay C Thủy? Dạ cô. Câu 21 đúng hay sai? Muối với lại không quên tôi nói. Dạ đúng cô. Sai. Không chú ý thì là dễ. Cô để máy phút cô là mấy phút. Bây giờ cô hỏi ví dụ như trường hợp này đi. Cái trường hợp ở đây nhắc vinin acetat cô lấy luôn. Cái anh này mà cô thủy phân trăng NaO hết thì em coi thử nó ra cái gì. Có phải nó ra là CH3COONa cộng với lại CH3CHO không? Góc vinin ra CH3CHO thì làm gì là ancol được. Như vậy có trường hợp nó ra ancol nhưng cũng có trường hợp là nó ra anđehit ra aceton, thậm chí ester của phenol nó sẽ sinh ra hơi muối. Ví dụ cái trường hợp ester của phenol này CH3COC6H nè. Anh này mà anh cộng NaOH đi thì nó sẽ tác dụng theo cái tỷ lệ 1:2 với trước của dạng các em rồi. Nó ra CH3COONa cộng với là C6H5ONa cộng nước. Như vậy không phải lúc nào cũng ra ancol, một số trường hợp ra ancol thì đúng. Câu 22 Hảo ơi. Dạ cô. Sao bữa nay đi radio mới vậy? Bị bung mỏng yếu, bị bung cô. Mỏng yếu hả? Dạ. Rồi bây giờ có nam chắc thuộc là ester. Câu 22 này chắc một phải là ester hay không? Con dạ, là phải. Phải chắc ha. Dạ phải. Phải đúng rồi, chắc ha đây là sếp không? Ha, chắc thứ ba, phải không? Dạ không. Thiệt dẫn mày, hết COO ester của đây là etin format mà. Dạ. Như vậy nó là ester, chắc thứ tư. Không. Chắc thứ tư là axit mà, không phải ester axit acetic. Chắc thứ năm. Dạ không. Ê, như phẻ không? Phẻ. Nó là ester. Rồi. Ở đây này, chất thứ năm cô dịch ra cái chất này cho các em nhìn nè. CH3 nè nha. CH, nó nối hai nhánh nè. Một nhánh là COOCH3 nè. Một nhánh là COOCH5 chứ gì đâu. Cái chất thứ đó, dịch đây, là nó là ester hơi chất. Chất thứ sáu. Rồi phải á. Chắc thứ 6 không phải á. Đây là hot cô. Như vậy cô lấy cái nhóm này nè. Chắc thứ 6 này như thế này. CH2 OH này. CH2 COOH. Như vậy tạp chất của ancol và axit. Ancol và axit không phải ester. Chắc thứ 7. Chắc thứ 7 nó là dài này. Đúng rồi COO COO lấy cho các nói đây. Một đào gắn với CH5, đào gắn với CH3, cho nên nó là phê. Như vậy, có một chất một này, kết luận là chất một này, chất hai này, chất ba này, chất năm này, và chất bả. Như vậy, sẽ có năm chất. Đáp án là đúng. Tiếp tục, câu 23. Ester C5H10OH có 4 cấu tạo có khả năng trắng gương. Thì C5H10OH nó ứng đúng với công thức này. Cho nên nó sẽ là ester no đơn hả? Ester no đơn hả? Tên này là HCOO C4H9.
muốn extract tấm gương mà extract nó đang hả thì phải là extract của axit formic. Mà anh này xe bóng có chính nó có bóng cấp cho nên xây ra extract này có bóng chắc có khả năng tấm gương đúng. Cao thêm ơi. Mấy bạn thông cảm, cô có cái điện thoại, cuộc điện thoại quan trọng quá, con vô. Đây, có cái ester câu 24 vinin acetat, nó là CH3COO, CH nối đôi CH ha. Etin acetat nó là CH3COO CH nam. Isoamin acetat là CH3COO C nam H11. Mà bữa hồi nãy mình lấy mạch á. Phenin acetat là CH3COO C6H5. Anlin acetat. Anlin acetat cho em nhìn đây nè, acetat là CH3CO, cái gốc anlin là gốc như thế này, CH ha ngang. CH nối đôi CH ha. Đây, gốc anlin nó như thế này, CH ha nối đôi. CH CH ha, có hóa trị thừa nó ở các con ngon ngay chỗ này. Cho nên nó gán vô cái chỗ này nè. Đây. Vinin benzoat, benzoat là của cái axit benzoic nó như thế này. Cho nên là gán vô đây, gán cái dốc vinin. Bây giờ họ hỏi mình á, là có những cái ester nào có thể điều chế trực tiếp từ axit và ancol. Cái ester này không được nè. Bởi vì sẽ không có một cái ancol nào á, là CH hay CHOH cả. Cho nên ester này không được. Mà muốn điều chế ester này là như nãy nói là đi từ axit acetic và và acetylen. Được chưa? Cái thứ hai nữa, cái ester này điều chế được bởi vì cái gốc này no nè. Đó. Như vậy, etin acetat được. Đây, chắc đây. Isoamin acetat dầu chuối này được bởi vì cái gốc này no, đi từ axit acetic và ancol isoamilic. Cái chất này ester của phenol không được. Hồi nãy mình nói với nhau rồi là phải điều chế từ anhydric acid chứ không phải là acid. Như vậy cũng không có ancol luôn. Vậy chất này xa. Cô hoành những cái chất mà được nè. À. Cái chất anlin. Cái anlin là được bởi vì nó tồn tại có ancol anlinic. Nếu mà có nối đôi nó ở đây thì không được. Các em nhìn có nối đôi ở đây. Như vậy cái chất này được. Anlin. Có ancol anlinic. Như vậy chất này được. Chất vinin benzoat. Cái gốc vinin này là không được. Như vậy chắc là có ba chất đáp án là đúng. Vấn đề là em phải chọn được cái chất nào á mới là quan trọng.
Câu 25, chất béo gọi chung là triglyceride hay là triacin glycerol, đúng câu này Trang đúc định nghĩa của nó. Chất béo là triester của glycerol và axit béo gọi là triglyceride hay là triacin glycerol. Đó, là đúng. Câu 26, chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Câu này đúng hay là sai ha? Quỳnh Dương. Đây cô. Đúng hay là sao con? Ví dụ con nhìn như này, con lấy dầu phụng á, con minh chứng cho cái việc này. Dạ thưa cô, đúng. Đúng, nó không có tan trong nước, nó nổi lên đây. Mà cái gì không tan trong nước thì tan nhiều trong dung môi hữu cơ thôi. Yeah. Tiến Đạt, câu 27 không? Đây cô. Đúng hay là sao? Được, đúng cô. Đúng. Chất béo là ester mà thủy phân ester trong môi trường axit là thuận nghịch, đúng. Câu 28. Ủa sao mấy đứa đi đâu mất hết rồi, rớt cái mấy đứa rồi nè. Ngặt cầm. Dạ cô. Câu 28 đúng rồi sao con? Dạ đúng cô. Triolein là C17H33, đúng rồi, tristyrene như vậy đúng. Coi chứ có khi nha, đề mà kiểm tra là các con phải coi người ta đổ chắc. Như vậy 28 câu, liệu các bạn có chọn được đúng hay không em? Tiếp tục. Câu 29. Isoamin acetate ngoài làm dầu chuối thì các ứng dụng của các ester là nó hòa tan nhiều cái dung môi hữu cơ. Nhiều cái chất hữu cơ cho nên nó làm dung môi pha xăng và làm công nghiệp thực phẩm, đúng. Sa sân á là giờ dung môi này em thấy cái sân đó em thấy ngay cái mùi thơm không? Người ta sân lên sân xịt đó là ngay mùi thơm lắm. Lý do là những cái dung môi mà pha để hòa tan sân để mà nó xịt lên á là dùng những cái chất dễ ba ha, có mùi như thế này. Khi mình xịt lên rồi là cái dung môi này nó ba ha hết, là còn lại cái sân nó bóp lên cái bề mặt. Chất béo là diester của glycerol với axit béo. Câu này đúng là C. C à, đúng rồi. Nó là triester chứ không phải là diester. Như vậy câu này C. Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rác đúng hay là C? Triolein là C13H33. CO tất cả 3 lần C3H5 đúng là C. Dạ sao? Sao? Nó là trạng thế gì? Dạ lãm. Lãm lý do là không no nè. Rồi. Thành phần chính của chất béo thuộc loại hợp chất ester, đúng hay sao? Thế đó. Dạ thưa cô, đúng. Đúng, chất béo là thuộc loại hợp chất ester, triester đó. Câu 33, các ester không tan trong nước do nhẹ hơn nước, đúng hay là sao? Dạ sao? Sao chỗ nào? Chữ do. Đúng rồi. Nó nhẹ hơn nước, nó không tan trong nước, đúng, nhưng mà thế này không thể là nguyên nhân với kết quả của nhau, cho nên nó sao thể chỉ nho. Câu 34. Phụng. Ba bóng đúng là xe Phụng. Giờ xe áo cô. Khi đun sáp chất béo lỏng với hydro, sản phẩm thu được dễ tan ra nước xa. Bởi vì khi đun nát chất béo lỏng mà khi đun nát với hydro thì sẽ thu được cái chất béo béo rác, chất béo nào mà chất béo nào thì cũng khó tan trong nước đấy. Mà tất cả các chất béo đều khó tan trong nước. Cho nên câu này sẽ. Câu 35, trong cơ thể lipid bị oxy hóa chậm tạo thành siêu hao nước cung cấp năng lượng cho cơ thể. Câu này thì chắc thành chân lý rồi, tôi cũng biết, đúng.
Mỡ lợn có chứa chất béo bão hòa. Đúng, câu này vừa ra thi năm giờ rồi á. Có cái loại mỡ động vật á, thường nó có chứa nhiều chất béo bão hòa là chất béo no á. Dầu dừa có chứa chất béo chưa bão hòa, đúng. Dầu thực vật thì cái hàm lượng chất béo chưa bão hòa nó cao hơn. Khi dầu mỡ động thực vật bị ôi thiêu do liên kết CC của chất béo bị oxy hóa, cái thằng này đúng. Cả dầu mỡ đều nó có thành phần thế này hết. Thủy tinh PLC glass được ứng dụng làm cửa kính ô tô, đúng. Thủy tinh PLC glass là cái thủy tinh này. Khi chúng ta đi trùng hợp các ester này, metin meta acrylat. Chúng ta đi trùng hợp N lần lên thì nó có nối bi đó, với cái nhiệt độ xúc tác và áp suất thích hợp thì cái góc này nó bị trùng hợp là CH2. Nối đôi chuyển thành nối đơn C, còn hai cái nhóm này thì bẻ lên bẻ xuống cho nó dễ. CH3, COO CH3 N lần. Chất này gọi là poly mở ngoặc metin meta acrylat. Chất này được ứng dụng để làm cái thủy tinh hữu cơ, người ta gọi là polymer em hữu cơ, có cái tên thương mại là PLC glass hoặc là BMM, thủy tinh BMM viết tắt của từ poly metin meta acrylat đó. Và cây thủy tinh hữu cơ người ta ứng dụng làm cửa kính ô tô này, làm cửa kính mũ bảo hiểm rồi vân vân, để khi nó vỡ ra là nó vẫn còn có độ dẻo, nó giữ mà nó không gây sát thương á. Cho nên là nhắc lại cái công thức đúng. Từ hai axit béo có thể tạo ra tối đa 4 triglyceride. Câu này đúng hay sai? Sáu triglyceride. Bao giờ mà người ta nói là chứa đồng thời cả hai axit thì mới bóng. Còn người ta hỏi từ hai axit thì cũng sẽ có lấy một trong hai axit ra, thì lúc này nó lại sẽ là xe, nó có thể là sáu. Được chưa? À, các bạn có các bạn. Câu 41 hình như là trùng rồi nè. Vinin acetate không được nè, điều chết trực tiếp nè. Etin acetate được nè, isoamin acetate được nè, anilin acetate được là 3. Như vậy có 4, người ta gọi nó có 4 thì sao? Có 3 thôi, trong trường hợp này là có 3. Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa chất béo là axit béo và glycerol. Câu này đúng hay là sai ha? Hạo nó bị vang ra rồi, nó bỏ nhà ra đi luôn rồi. Thủy? Như Thủy? Dạ, đúng. Xe nghe. Con biết xe nào không? Xà phòng hóa thì nó ra muối của axit béo, chứ không phải axit béo. Đúng. Đúng chưa? Ví dụ như là C13, H35,
COO tất cả 3 lần C3H5 này. Đây là triester mà nó xà phần hóa nào hóa thì nó ra muối của axit béo chứ. H35CO2 chứ làm sao ra axit béo được. À, như vậy chỗ này. Cao 43 khó chịu. Me acetin salicylic. Bây giờ các bạn nghe cái lý thuyết axit salicylic là các axit tạp chất như thế này. Nó gồm một cái nhóm chất axit CH3COOH và cái nhóm OH ở vị trí octol. Người ta còn gọi nó là octohydroxin benzylic. Thì khi mà các axit này nó tác dụng với CH3OH thì có phải nhóm axit với nhóm alcohol nó sẽ tạo ra cái chất như thế này. Và đây COOCH3 cạn nước thì chất này cái nhóm OH nó giữ nguyên thì chất này người ta gọi là metin salicylate. Các con biết ở đâu không? Cái salombat đó, chắc là salombat của mình. Còn nếu như nó cạn với anhydric acid thì anh này sẽ tạo ester của phenol, nó sẽ tạo ra này CH3COO. Nó gắn với cái vòng benzen đây. Và đây là cái nhóm OH. Thì cái anh này người ta đạt là acetin salicylic. À, anh này là nhóm COH phản chữ nguyên nha. COH salicylic. Thì chất này là thuốc giảm đau aspirin nha. Trong dược phẩm. Chất này là cái salombat mà mình giảm đau. Thì chất này là thuốc uống đau đầu hạ sốt aspirin nha. Có chứa cái dạng paracetamol đó. Đó là giới thiệu hơi chất này. Con biết chưa phải nha. Bây giờ người ta hỏi là acid acetin salicylic là cái acid này. Câu này khó nha. Acid acetin salicylic là CH3COO. Nó gắn vô cái vòng benzen. Hả? Người ta hỏi cạn với NaOH theo cái tỷ lệ phản ứng mấy. Thì bây giờ nhìn nghe này. Đây là một nhóm ester của phenol. Nhóm này gọi là nhóm ester của phenol. Mà nhóm ester phenol thì tác dụng một ester hay NaOH. Nhóm này là nhóm A, acid. Thì lúc này nó sẽ tác dụng theo tỷ lệ 1:3. Nè. Cộng với cái chất này. Chỗ này là ONA. Chỗ này là COO. ONA. Và cộng hơi nước. Cho nên chỗ này tỷ lệ 1:3. Đáp án này là C. Các bạn làm tiếp câu 44 muốn làm cho cô với. Trong vòng 1 phút. Cái gì nữa anh? Nhật Kha. Dạ. Câu 44 theo con là nó đúng hay nó sai? Em nghĩ
Thế mà như nó xe cô nó có hai lên cái bay không cô? Đại, nó xe thì đúng rồi nhưng mà nó không phải hai lên cái bay mà nó có tới sáu lên cái bay. Còn nhìn như này, triolein là C13, H33, COO, tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Cả lớp nhìn như này, đây là ba chất ester. Mà bản thân cái chất ester là COO. Chất ester như vậy C ra nó có 3 bi rồi. Cái gốc C13H33 là nó có 1 bi. Như vậy nhưng mà ba gốc axit này ba gốc như vậy 3 bi ở gốc suy ra tổng cái phân tử này nó có 6 bi, hiểu chưa? Cao 45, cao 45 nó thuộc về cái lý thuyết. Cái thằng này mà đi thi đánh giá năng lực là hai gạch này, cái thi phổ thông thì cái gạch các phản trang các phản ứng ester hóa, phản ứng ester hóa bất kỳ chứ không riêng gì các axit này nha. Đặc điểm của ester hóa là thuận nghịch độ, thì nó sẽ ra các ester CH3, COO, CH3 cạn với lại phân tử nước, nước là HOH. Thì cái phân tử nước này nó được hình thành từ đâu? Từ cái nhóm OH, nó tách cái nhóm OH này của axit cạn với thằng hydro của ông côn, thì hai cái này nó kết được lại nó ra cái phân tử nước. Được chưa? Các bạn theo dõi các câu hỏi đúng C này, nó rất có giá trị, nó luyện cho mình cái phần lý thuyết. Cô dừng cái bản này để lấy cái bài tập đó mình giải tiếp nha. À, bây giờ chúng ta đi qua một cái phần sẽ là bài giải riêng các bài tập thủy phân ester thôi. Các phản ứng thủy phân ester là các phản ứng duy nhất mà liên quan đến nhóm chất ester. Thì cái công thức của ester là LRCOO là phải, nếu nó đơn chất thôi, còn nếu nó đơn chất thì nó đa chất thì cứ vậy mà lo. Thì khi nó thủy phân, nếu như mà nó thủy phân trong cái môi trường axit nước hóa cạn thì đặc điểm nó là thuận nghịch, nó tạo ra LRCOOH cạn LRFOH. LRFOH này có thể là ancol hoặc là nó là ancol hoặc là nó chuyển thành aldehyde hoặc là ceton tùy cái trường hợp. Thứ hai, các thủy phân trong môi trường kiềm LRCO rồi phải trong kiềm thì NaOH hoặc là KOH. Cái đặc điểm của phản ứng trong axit và trong kiềm là đun nắng thì nó tạo ra muối LRCOONa cũng tương ứng cạn LRFOH. LRFOH này cũng có thể là ancol hoặc aldehyde. Lưu ý riêng, có lưu ý. Thứ nhất, nếu là ester của phenol, nét ester gốc aldehyde của phenol, có nghĩa là các trực tiếp vô carbon trong vòng benzen thì
một mol chất este COON COO nó sẽ cặn với hormone kiềm NaOH hoặc là cao hả? Cái này các em biết rồi nhưng vẫn phải nhắc lại bởi vì quen biết. Ví dụ như các ester này CH3, COO, C6H5, ester của phenol khi nó cặn NaOH tạo ra CH3, COONa cặn C6H5ONa cạn nước nó tỷ lệ 1 ha. Thông thường khi làm bài tập ấy, thì người ta ha cho các ester thì phân tan kiềm chứ tăng axit thì ít khi đưa vô bài tập. Đó. Một số lưu ý khi làm bài tập, nếu kiềm dư, nếu kiềm là NaOH hoặc là COH dư thì suy ra chất rán sau phản ứng nó gồm cái muối RCOONa và NaOH. Nếu COH thì ester dư thì không phải là chất rán nhưng kiềm dư là chất rán. Đó là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai, cái tỷ lệ cái số mol của OH trừ là số mol NaOH và COH chia cho số mol ester, mình tính ra số mol ester nó sẽ bằng là bằng số nhóm COH, số nhóm ester COH trừ ester của phenol. Thì ester phenol thì cạn thêm một lần nó tác dụng với phenol. Đó là điểm thứ hai lưu ý. Điểm thứ ba rơi vào những bài tập khó thì các bạn nên nhớ như thế này dễ. Cái bảo toàn về nhóm chất. Bảo toàn nhóm chất. Ta luôn luôn có cái số mol nhóm chất ester. Số mol nhóm COH trang ester. Số mol nhóm chất chứ không phải là số mol ester nha. Nếu đơn chất thì số mol này trùng số mol ester nhưng mà đa chất thì bao nhiêu chất thì nhân lên thì số mol nhóm chất. Nó sẽ bằng số mol NaOH hoặc là COH. Nó sẽ bằng số mol nhóm CONa. Bảo toàn nhóm chất. Ta không tính ester phenol. Nó sẽ bằng số nhóm mol nhóm OH ở trong phế trong ancol. Đó là bảo toàn. Nó sẽ áp dụng bài tập khó. Đó là lý thuyết các bạn ghi vô phải cái chỗ này. Ghi sang chưa? Mấy đứa ghi sang chưa? Không ai trả lời luôn vậy? Miên ghi sang chưa Miên? Dạ đang sang rồi cô. Chà, cô qua trang má nè. Ủa hình như tài này mình dễ rồi phải không? Bài này dễ rồi đúng không? Dạ rồi cô. Rồi ok.
Rồi. Các bạn áp dụng cái lý thuyết và các bạn làm một số bài tập này. Câu số 1, bây giờ đếm danh sách từ Tây hướng giới gọi nha. Nhật Kha. Dạ em đi cô. Câu số 1 đáp án nào con? Meeting. Dạ đây cô là đáp án C cô. C. Mê tinh acetat của acetat mà. Đáp án mê tinh là cái nhóm CH3 mà axit acetic là acetat là của axit acetic như vậy rồi. Đáp này đáp án D chứ sao là C được. Câu số 2, miên. Là đếm lao quá Estai mùi chú chín là đây. Thực ra các bạn nên nhớ thêm cái công thức phân tử, cái gốc đằng sau là C5 hóc 10 mẫu CH như vậy. C bả mà no đơn hả thì hóc 14 OH, bả lần 12 là 84, cạn đây là 98, cạn với 3 H như vậy nó là 130. Đâu lúc nó đơn giản thôi, trước đề đại hạt nó ra giải. Đọt C4. Câu 3 con. Đọt C4, 3C. Hình như mic con sao ạ? Bây giờ số chất thuộc loại ester. Cái thằng này á, là anh để cái chất thứ nhất là aldehyde, chất thứ hai là acetylen là hydrocarbon, chất thứ ba là axit, chất thứ tư là ester, chất thứ năm là ester, chất thứ sáu là axit formic, chất thứ bả là ester. Như vậy nó có 1 2 3 ester, đúng rồi. Câu số 4. Bây giờ để thử Phụng trả lời cho cô ester no đơn hả có công thức gì Phụng? Công thức chung. Dạ cô là CnHNOH. CnHNOH các phần trăm khối lượng carbon là 40, như vậy 12C được chưa? 12C carbon này N, 12N, 12 nhân N chia cho cả các phân tử có thể là 14N cạn 3 ha. Chỗ này các em hiểu không? 12N chia 14N cạn 3 ha, nó sẽ bằng 40 chia cho 100 thì lái má bấm ra đây cho cô kết quả là N bằng mấy? Dạ bằng ha. N bằng ha. Như vậy họ hỏi số đồng phân ester no đơn hả? Số đồng phân ester no đơn hả? 24 chia cho 6. Đúng rồi. Thì chỉ có một cái đồng phân duy nhất là hóc COO CH3 thôi, không có đồng phân ester nào khác, cho nên đáp án trong trường hợp này là đáp án B. Được chưa? Thì mình mục đích của câu này là mình phải tìm cho ra cái ester thì mình mới tính số đồng phân được. Dạ. Má không có mic. Long xe bả. Long ơi.
Dạ có luôn. Câu số 5 đáp án nào luôn? Câu đi. Đúng rồi, Esther rất ít tan tan nước. Cái mic kia hả? Đây nè, mic đâu không mình có bấm. Đó ha. Rồi con bấm cho con nè. Con mã ngon rồi nó to. Còn bây giờ đấy. Khỏe rồi, cô cháy mẹ con lên đó. Mạc hoàng lên là cô không có chơi. Đây thì cô hổ tới hoàng là cái mạc hoàng nó sẽ lên thôi. Còn cô vẫn thấy hoàng. Hả? Để im nha. Con muốn kiểu gì? Đâu con thấy cái đề này con mới làm được chứ. Có đứa con mà học online bây giờ học mà không biết đường hết lớp hay không biết sao gì hết khổ ghê. Đây nè, axit á và ông cô nó sẽ tan vô họng trong nước nếu từ C3 trở xuống, cho nên còn ester là chắc biết tan trong nước thì nó ăn đi. Bây giờ câu số 6, câu số 6 có bạn biết tính không? Ester đơn chất mạch thở có tỷ khối với oxy. Ở đây người ta cho đơn chất chứ người ta không có cho no hay đói gì cả ăn. Như vậy nó chỉ có thể là CXHIOH thôi. Chứ chúng ta chưa thể nói là CNHNOH. Có thể vô tình nó trúng. DX so với oxy là OH bằng 3,1 helium. Như vậy xây ra MX nó sẽ bằng 3,1 helium nhân cho 32. Bằng mấy lớp? Bằng 100. 100 thì lúc này mình sẽ có biểu thức đây nè, CXHIOH thì 12X cạn Y cạn cho 32 nó sẽ bằng 100. Thì em suy ra là 12X cạn Y bằng 68. Được chưa? Và cho X nó chạy tìm Y, thực ra là các cách quen thuộc mà cô hay chỉ cho em là lấy cái số này chia 14 lấy số X gần nhất đó, thì chỉ có thể là X bằng 5 thôi. X bằng 4 thì y nó quá lớn không được. Như vậy x bằng 5 và y bằng 8. X bằng 5 y bằng 8. Như vậy công thức phân tử nó sẽ là C5H8OOH. Người ta gọi là angol metilic, ester của angol metilic như vậy nó là COOCH3. Vậy đằng trước này nó sẽ còn là C3H3. Mà em biết C3H3 là có hơi góc. Nếu như C4H9 có 3 bốn góc thì C3H3 có hơi góc. Cho nên anh này anh có hơi đồng phân. Có hơi đồng phân. Cụ thể cô sẽ viết cái góc C3H3 nó như thế này. CH3 mạch không nhánh CH2. CH2. COOCH3 là một cái đồng phân metin-butyrat. Hoặc sẽ là CH3. CH. CH3. COOCH3. Chứ hãy là có hệ động đồng phân. Lớp hiểu được không? C5 à, xin lỗi, C3H H5. Xin lỗi với bọn em, cô hơi bị mất tập trung. C3H5. Mà C3H5 ấy, thì cái góc này là cái góc không no. Số đồng phân cấu tạo này C3H5 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, và có một bi như vậy. Nếu bi ở đây hoặc bi ở đây, ba cái cấu tạo, COOCH3, COOCH3, hoặc là cái mạch có nhánh cho nó bi nó ở đây, COOCH3, như vậy có ba đồng phân cấu tạo trong cái hai nha, xin lỗi các bạn. Nên là C3H5 bởi vì C5H8 chứ không phải C5H10. Câu số 3. Nhật Khoa. Dạ đó cô. Câu bả đáp án nào Khoa?
cô là các bạn đáp án nào? Em không biết cô. Như nãy em gặp câu này rồi, em nã hạt rồi nhưng mà để như vậy. Nó nã hạt rồi mà sao bây giờ quen mắt hả? Nã hạt cô má đa giữa giờ cô chỉ rất là cụ thể luôn cái câu này đó. Thủy tinh hữu cơ để lồn ô tô trong cái câu hỏi đúng xe đó. Quên mất rồi. Dạ. Thế đó. Thưa cô là câu C. Câu C. Đúng rồi. Polymetin metacrylat. Công thức như thế này. Trùng hợp cái chất này đấy. Nó con C nó ra thủy tinh hữu cơ polycrylat. Tiến đã. Giờ đây cô. Câu tóm không? Đợi xíu cô. Bây giờ để tham gia phẩm chống bọt trong sản phẩm nó có hai thước cô thấy này, một á là ester của axit formic thì đang nâu nó ra axit formic và muối axit formic cũng trong bọt, cái gì thọt là trong gương. Hai là cái dấu hiệu nó như thế này nè, RCOO em để ấy ngàn gây vô phải cái dạng này thì nó sẽ cái đối đôi nó ở chỗ này thì sản phẩm làm sao nó sẽ bị biến dạng nó ra aldehyde là CH này CHO ở đằng sau đó, cho nên nó sẽ ra aldehyde. Như vậy con nhìn có hai cái dấu hiệu này thì sản phẩm sẽ có trong gương. Cái anh này không thể, bởi vì carbon này là carbon no chứ không thể là carbon không no. Như vậy không có. Các anh này không cần quan tâm đằng sau, đằng trước là hot COO này này. Như vậy có trong gương. Các ester này là vinin là cái gốc này này. Thấy giờ CH ở đâu, như vậy nó sẽ có sản phẩm nó ra aldehyde. Nó sẽ ra hot CH3CHO trong gương. Cái anh này là không trấn gương được bởi vì phenin là ra hơi muối chứ không trấn gương. Anh này cũng không trấn gương bởi vì cái gốc CH3 đằng sau. Như vậy hiện tại chỉ có hai chất này. Hiểu không? Lớp hiểu không? Câu số 9. Ester A mạch thở có công thức là C4H6OH. Đun nắng amon A trang dung dịch NaOH vừa đủ thu được một cái dung dịch T, cho toàn bộ T với bọt nitrat trong amonia thu được 4 amon bọt, biết các phần xả ra hoàn toàn. Bây giờ cái C4H6OH này nó có 4 cái đồng phân này. Nếu cái đồng phân này amon ngang thì thủy phân nó sẽ ra là HCOH. HCOO cộng với lại cái dấu hiệu ra aldehyde này em thấy không? CH nó đâu giống bên này. Cho nên cái aldehyde nó sẽ là CH3, CH2, CHO. Cái trường hợp thứ hai này mà thủy phân phân kiềm nó sẽ ra chất như thế này. CH2 nối đôi CH COONA cộng với CH3OH. Được chưa? Cái trường hợp thứ ba này nó sẽ ra là CH3 COONA cộng với lại dấu hiệu ra aldehyde CH3 CHO. Trường hợp thứ tư này sẽ ra là hot COONA cộng với cái phần này này nó không ra aldehyde được. Em nhìn đây. Cô viết từ ngoài viết vô CH2 CH CH2OH. Như vậy ra ancol. Vậy hai cái đây đều trong gương. Nếu bên này mà có amon ngang thì đây A. Đây A, mà A đây trắng gương thành một chó he bọt, he A bọt. A này trắng gương tạo thành he A bọt nữa. Như vậy tổng nó là 4 A bọt. Hiểu hay không hiểu? Cả he đều trắng gương mà mỗi trắng gương một cái nhóm anh thì hết tỷ lệ một he, cho nên là ra 4 bọt. Đáp án là đáp án A. Nếu trường hợp thứ hai không trắng gương luôn, trang he chắc không có chắc nào trắng gương ấy. Trường hợp thứ ba chỉ có một chắc này trắng gương cho nên sẽ sinh ra he bọt. Trường hợp thứ tư chất này không trắng gương, chỉ có một chất này trắng gương cho nên cũng sinh ra hết hai bọt. Đó, như vậy được có đáp án. Đáp án A. Hiểu không?
Chào số 10. Cái công thức là C tóm H tóm O ha, mà thu được sản phẩm có chứa he muối, đơn chất mà thu được sản phẩm he muối, như vậy nó là ester của phenol. Ester của phenol có nghĩa là nhóm O ha, nhóm ester gắn trực tiếp các con trong làm enzyme đó. Thì trường hợp thứ nhất mình thấy nếu đây là CH3CO thì đây còn lại là C6H5 là ester phenol. Trường hợp thứ hai là đẩy một carbon về sau là hot CO thì nó phải gắn trực tiếp trong vòng benzen như thế này là C6H4, như vậy nó có một nhóm CH3. Nếu nhóm CH3 nó ở này thì người ta gọi là vị trí octo. Vậy thì dịch qua một tí hot CO có vòng benzen ở đây được chưa? Thì nhóm CH3 nó ở đây thì người ta gọi là đồng phân của nó là đồng phân meta, dịch qua đối là đồng phân para. Thì em hình dung nó đơn giản như thế này thôi. Nếu cái axit cái anh này là của cái axit acetic phá lại cái phenol, dĩ nhiên là nó không có phản ứng trực tiếp nha, nhưng mà cái gốc đây này. Còn trường hợp thứ hai là của cái axit hoặc mix thì cái ester của phenol thì nó là như thế này, carazone. Carazone thì nhóm OHCH3, mà carazone thì nó có ba đồng phân, cho nên dẫn đến là nó sinh ra ba ester. Vậy tổng cái đáp án này là bóng. Yeah. Có ba tụi bay có hợp không mấy đứa? Tụi con có hợp không? Có sao á? Có đứa nào hợp không? Con mấy cô? Ý là ca nam á có hợp không? Có hợp thì mình nghĩ bây giờ nó lậm da, mà không hợp thì hợp tốt chút nữa. Dạ em không. Yeah. Câu này hiểu không này? Câu số 10 hiểu không? Câu 11 có phản ứng ester hóa, nó rất là dễ, của unconetylic và các axit thu được bao nhiêu gam ester? Nếu đấu toàn bộ hỗn hợp ban đầu thì sôi ra bao nhiêu nước? Như vậy cái hỗn hợp đây ban đầu 25,8 gam, gồm cái axit acetic và unconetylic CH2H5OH. Cô gọi đây là X mol, đây là Y mol đi. Thì rõ ràng các phương trình thứ nhất cô sẽ có là 60 cạn với là 46 nhân cho Y, nó bằng 25,8. Cái này các em hiểu không? Hiểu được không John? Giờ hiểu. Bây giờ khi đấu giá đây là 4 hydro, có phải là 2 nước không? Anh này là 6 hydro, có phải là 3 nước không? Như vậy 2X, cái phương trình thứ hai là 2X cạn 3A, nó sẽ bằng số mol nước là bằng 23,4 chia cho 18. Thì cái hệ này em dễ ra, em tìm ra số mol axit acetic là bằng X là bằng bao nhiêu, và số mol unconetylic bằng A là bằng bao nhiêu. Dễ cho cô thử. Đây phương trình này. X bằng bao nhiêu, Y bằng bao nhiêu bây? X bằng 0,2, Y bằng 0,3 cô. X bằng 0,2, Y bằng 0,3. Như vậy, CH3COOH nó cộng CH5OH, nó tạo ra cái ester này. CH3COOCH5 cộng nước. Chỗ axit là 0,2. Chỗ ester 0,3, như vậy chỗ này dơ bỏ, tính hiệu suất theo này. Cái số mol ester nó sẽ được tính bằng 14,08 đem chia cho 88 là bằng bao nhiêu con? Bằng bao nhiêu? 0,16. 0,16. Như vậy
hiệu suất nó bằng cái thực tế SA sinh ra là 0,16. Chia cho nếu theo lý thuyết thì nó phải ra 0,2 chứ gì nữa. Các bạn axit 0,2 nhân 100%. Như vậy nó bằng 80%. Được chưa? Này. Bữa nay tới đây tạm nghỉ hả? Cô có việc đấy. Bây giờ bắt đầu từ trưa mà cô mở, cô gửi một cái link bài tập ở trên IOTA. Các em vô trong đó dễ. Ấy là nộp. Bài này có 20 câu và các em được làm trong 30 phút. Từ 30 phút họ sẽ thu về. Được chưa? Để ôn lại cái phần kết quả vừa rồi. Bây giờ cô sẽ bài tập này sẽ gửi và các bạn buộc đó, là các bạn phải học. Coi lại bài, rồi sau đó làm cái bài kiểm tra. Cô mở từ trưa mai, hồi nào rảnh thì vô lần. Tuy nhiên không đang gian lặng. Được chưa? Tạm biệt hả? Cô có việc xí. Bye bye.